Hallo, wie geht's? Mir geht es gut. Gestern war Samstag. Am Vormittag habe ich im Supermarkt eingekauft. Dann habe ich eine Freundin besucht. Am Nachmittag sind wir spazieren gegangen und dann haben wir zusammen gekocht. Am Abend haben wir einen Film gesehen. Das war sehr schön. Xin chào các bạn. Đây là clip thứ 17 và các bạn có vừa nghe thấy mấy câu mà mình nói ở phía trước. Chắc là các bạn cũng đoán được chủ đề của bài hôm nay rồi phải không? Chúng ta sẽ cùng học về thời perfect trong tiếng Đức nhé. Perfect là thời để nói về một sự việc đã xảy ra ở quá khứ trước thời điểm nói. Ví dụ như bây giờ là buổi chiều, những việc mà các bạn làm vào buổi sáng nay thì đã có thể được tính là quá khứ rồi đúng không? Và chúng ta có thể dùng thời perfect để diễn đạt những cái hành động mà các bạn đã làm trước thời điểm nói. Về mặt cấu trúc thì thời perfect trong tiếng Đức có cấu trúc là động từ haben và động từ sein cộng với participe perfect hay còn gọi là quá khứ phân từ trong tiếng Việt. Người ta cũng hay gọi tắt participe perfect là participe 2. Trong video của mình sẽ có 3 phần. Thứ nhất, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu tạo participe perfect, tức là làm thế nào để từ một động từ nguyên thể các bạn thành lập được một participe perfect để sử dụng trong quá khứ. Thứ hai, mình sẽ phân loại những động từ nào sẽ đi với haben và những động từ nào sẽ đi với sein. Và các bạn cũng biết là haben và sein sẽ là trợ động từ đúng không? Trợ động từ này sẽ được chia ở hiện tại và cộng với participe perfect sẽ thành lập một câu quá khứ. Thứ ba thì mình sẽ có một số cái Zeitangaben hay còn gọi là trạng từ chỉ thời gian mà người ta thường dùng trong quá khứ để cho các bạn có thể nhận diện được thời quá khứ một cách tốt hơn. Hoặc là nếu như các bạn muốn nói thì các bạn cũng sẽ có nhiều công cụ để nói hơn. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu học thời perfect nhé. Participe perfect trong tiếng Đức sẽ được chia làm hai nhóm là động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Trước tiên mình sẽ nói về động từ bất quy tắc. Các bạn nhớ là động từ bất quy tắc sẽ có một cái đặc điểm để nhận dạng nó, tức là lúc nào nó cũng có đuôi là en ở cuối. Và khi nào thì động từ bất quy tắc, khi nào thì động từ có quy tắc. Mình rất tiếc là các bạn sẽ phải học thuộc lòng một cái danh sách những động từ bất quy tắc cũng giống hệt như trong tiếng Anh. Ví dụ trong tiếng Anh các bạn có see, saw, seen, go, when, got. Thì trong tiếng Đức cũng có một cái bảng như vậy. Ví dụ như động từ essen thì các bạn sẽ có là essen infinitive, tức là động từ nguyên thể. Và khi các bạn dùng sang quá khứ perfect thì các bạn sẽ phải chuyển động từ essen thành gegessen. Gegessen. Các bạn thấy là essen thành gegessen thì đuôi en chứng tỏ động từ essen là một động từ bất quy tắc. Có nghĩa là với đặc điểm này khi mà các bạn đọc những mẫu câu mới trong sách thì các bạn cũng có thể hiểu được là đây là một cái động từ bất quy tắc. Đã gọi là bất quy tắc thì chẳng có một quy tắc nào hết. Các bạn phải nhớ, thứ nhất, động từ bất quy tắc có đuôi là en. Thứ hai, nó thường có sự biến đổi ở động từ gốc. Mình sẽ lấy ví dụ. Ví dụ như động từ treffen, gặp gỡ, có gốc e. Thì khi mà các bạn chuyển sang participe perfect, các bạn sẽ có là getroffen. Các bạn đã thấy ở đây là e đã chuyển thành o rồi. Và ai quy định như thế? Chẳng ai cả. Và chúng ta phải học thuộc lòng thôi. Thật là một tin không vui phải không? Nhưng mà rất tiếc là khi chúng ta học ngoại ngữ thì chúng ta phải chấp nhận rất là nhiều. Hoặc ví dụ như động từ schreiben là động từ viết thì khi chuyển sang participe perfect chúng ta sẽ có là geschrieben, tức là ei ở gốc động từ đã chuyển thành ie ở participe 2. Động từ schlafen ngủ vẫn là geschlafen. Ví dụ như vậy, a thì vẫn là a. Bởi vậy mà mình đã nói là nó sẽ không có một quy tắc nào hết, chúng ta bắt buộc phải học thuộc lòng. Tất nhiên, nếu như các bạn có cách, có chiến lược tốt thì học thuộc lòng cũng sẽ dễ hơn. Danh sách của động từ bất quy tắc có thể tìm thấy ở gần như tất cả các giáo trình học tiếng Đức, ở cuối sách và các cuốn từ điển đều có
cái danh sách của động từ bất quy tắc. Hoặc là mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng Google là một công cụ tra cứu rất là hiệu quả. Các bạn thử search những cái danh sách động từ bất quy tắc trong tiếng Đức thì có thể nó sẽ ra một cái danh sách rất là nhiều và các bạn học không xuể. Đối với trình độ A1 thì mình khuyến nghị là các bạn nên tạm thời nắm vững những động từ mà trong phần bài học của mình, cũng như mỗi ngày mà các bạn học thêm được những động từ mới thì các bạn sẽ ghi vào một cái danh sách, hoặc là các bạn thử xem ở cuối sách của các bạn đang học liệu có một cái danh sách những cái động từ bất quy tắc hay không. Thì trước hết các bạn cần thuộc lòng những cái động từ bất quy tắc trong quyển sách đó đã. Phần lớn các bạn học sinh thì chỉ biết những động từ mà giáo viên chỉ, còn không có học thêm. Cho nên sau này khi mà lên những trình độ cao hơn thì các bạn gặp khó khăn khi viết cũng như khi nói, hoặc là khi đọc các bạn không nhận diện được. Vì vậy mình cũng khuyên các bạn là nên dành thời gian để học cái danh sách động từ bất quy tắc này, bởi vì nó sẽ là nền tảng cho bạn sau này rất là nhiều. Chẳng hạn như trong bị động chẳng hạn, các bạn cũng sẽ phải dùng đến những cái động từ participle perfect như vậy. Ok, đó là về động từ bất quy tắc. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang động từ có quy tắc. Có quy tắc thì đơn giản thôi các bạn ạ. Chỉ cần các bạn nhớ có quy tắc là đuôi T, bất quy tắc là đuôi EN, có quy tắc là đuôi T. Ngay bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu ra vấn đề. Ví dụ như động từ machen, làm, thì khi mà chuyển sang participle perfect sẽ là gemacht. Các bạn thấy là động từ machen thêm đuôi T sau chữ mach và thêm chữ ge đằng trước là các bạn đã có một cái participle perfect rồi. Machen, gemacht, kochen, gekocht, lernen, gelernt, lieben, geliebt. Rất nhiều động từ có quy tắc như vậy. Và một cái mẹo nữa để cho các bạn dễ học, đó là các bạn để ý nhé, có phải là động từ machen mà chỉ ở ngôi ES là macht không? Bây giờ các bạn sẽ nhớ là participle perfect của động từ có quy tắc, mình chỉ việc thêm ge vào phần đằng trước của động từ đó mà chỉ ở ngôi thứ ba số ít. Ví dụ, er macht thì participle perfect sẽ là gemacht. Arbeitet thì sẽ là gearbeitet. Kocht, gekocht. Cũng không khó lắm phải không các bạn? Rất nhiều bạn hay hỏi là làm thế nào để em biết được động từ này là bất quy tắc hay là động từ này có quy tắc? Thì trước mắt là các bạn nên học thuộc lòng bảng bất quy tắc. Những động từ không có trong bảng bất quy tắc thì sẽ là động từ có quy tắc. Và tất nhiên thì ví dụ như cái danh sách các bạn học nó còn ít thì các bạn sẽ bị lọt đúng không nào? Và tốt nhất thì các bạn nên sử dụng từ điển. Trong từ điển người ta luôn luôn ghi rất rõ là động từ đó là bất quy tắc hay không bất quy tắc. Ví dụ như các bạn sử dụng từ điển Langenscheidt là từ điển Đức Đức, thì sau mỗi một động từ bao giờ họ cũng ghi sẵn dạng chuyển sang participle perfect rất là tiện. Và các bạn sẽ biết được đó là động từ có quy tắc hay là động từ bất quy tắc. Đối với động từ tách, tức là trennbare Verben, thì các bạn có nhớ không, ở bài trước mình đã nói rồi, ở thời perfect thì participle perfect của những động từ tách là động từ trennbare Verben, thì mình sẽ chen ge vào giữa tiền tố và phần Verbstamm, tức là phần gốc động từ đúng không nào? Các bạn còn nhớ không? Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ để cho các bạn nhớ lại nhé. Ví dụ như là động từ aufstehen thì sang participle perfect sẽ là aufgestanden, hoặc là động từ aufmachen thì sang participle perfect sẽ là aufgemacht. Các bạn nhớ này, cái phần động từ tách này bao giờ nó cũng gồm một phần tiền tố và phần gốc, thì các bạn rất là cần xác định được cái phần gốc này nó là động từ bất quy tắc hay động từ có quy tắc. Nếu như nó là động từ bất quy tắc thì các bạn phải biến đổi phần gốc theo như là bảng bất quy tắc. Ví dụ như aufstehen thì các bạn thấy stehen là động từ bất quy tắc đúng không? Thì cái phần stehen này các bạn sẽ phải biến thành standen và aufgestanden. Còn động từ machen là động từ có quy tắc, aufmachen thì phần machen các bạn chuyển thành gemacht và tiền tố aufgemacht. Cho nên lặp lại vấn đề một lần nữa, rất là cần thiết để các bạn thuộc cái bảng động từ bất quy tắc các bạn nhé. Ok, rồi một phần nữa đó chính là động từ không tách được, nicht trennbare Verben.
mà ở bài trước clip 16 mình cũng đã đề cập rồi. Nếu như những động từ có tiền tố là không tách được thì các bạn sẽ không được thêm kề. Có nghĩa ví dụ như động từ là bestehen thì sang quá khứ sẽ là bestanden chứ không phải là bestanden. Các bạn để ý nhé, gốc stehen thì khi chuyển sang participle perfect vẫn là standen nhưng mà không còn kề nữa, bestanden. Hoặc là động từ verlernen, các bạn thấy lernen là động từ có quy tắc đúng không nào? Như vậy thì cái phần gốc mình sẽ gọi là lernt, gelernt đúng không? Nếu như động từ lernen đứng một mình, nhưng ở đây nó lại có tiền tố fair là tiền tố không tách được, vì vậy mà các bạn phải bỏ chữ ke đi, các bạn sẽ còn là verlernen, verlernt, verlernen, verlernt. Một cái nhóm thứ ba nữa mà cũng là một cái chú ý đặc biệt trong phần perfect đó chính là những động từ có đuôi -ieren. Những động từ có đuôi -ieren có một đặc điểm là nó không phải là động từ bất quy tắc. Khi mà các bạn chuyển sang participle perfect thì các bạn vẫn có đuôi -t. Các bạn bỏ chữ -n ở phần infinitive đi và thêm -t vào thì lập tức là các bạn sẽ có được participle perfect và không thêm -k. Ví dụ động từ reparieren sang participle perfect sẽ là repariert, studieren, studiert, telefonieren, telefoniert. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khi nào thì dùng trợ động từ haben, khi nào thì dùng trợ động từ sein trong thời perfect. Phần lớn các động từ sử dụng trợ động từ là haben. Tuy nhiên, có ba nhóm động từ mà các bạn cần ghi nhớ là sử dụng động từ sein khi các bạn sử dụng thời perfect. Nhóm thứ nhất chính là những động từ thể hiện sự thay đổi vị trí từ một điểm A sang một điểm B. Ví dụ các bạn di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang, đó là sự thay đổi vị trí. Lúc đó các bạn sẽ sử dụng những động từ ví dụ như là gehen, fahren, reisen, fliegen, laufen, vân vân. Những động từ này đều thể hiện một sự di chuyển vị trí. Mình sẽ lấy ví dụ. Ist nach Nha Trang gefahren. Ist nach Nha Trang gefahren. Chúng ta không thể nào nói được là hat nach Nha Trang gefahren, bởi vì đó là một sự thay đổi vị trí. Anh ấy đã đi tới Nha Trang, động từ fahren. Nên các bạn phải nhớ nhé, mình sẽ phải sử dụng sein. Ich bin nach Nha Trang gefahren. Ist nach Nha Trang gefahren. Nhóm thứ hai đó chính là những động từ thể hiện sự thay đổi trạng thái. Ví dụ như khi các bạn đang thức và các bạn chuyển thành trạng thái ngủ. Đó chính là động từ einschlafen trong tiếng Đức. Ich bin schnell eingeschlafen. Ich bin schnell eingeschlafen. Tôi đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Tức là thay đổi trạng thái từ thức chuyển thành ngủ. Hoặc là ngược lại, từ ngủ các bạn chuyển thành thức cũng là một sự thay đổi trạng thái. Thì các bạn sẽ sử dụng động từ sein. Ist plötzlich aufgewacht. Ist plötzlich aufgewacht. Anh ấy chợt giật mình tỉnh giấc. Hoặc là những thay đổi ví dụ như một đứa trẻ lớn lên, một cái cây lớn lên cũng là sự thay đổi trạng thái. Chúng ta cũng sử dụng động từ sein. Ví dụ như tôi đã lớn lên ở thành phố Hà Nội, mình sẽ nói là Ich bin in Hanoi aufgewachsen. Ich bin in Hanoi aufgewachsen. Nhóm thứ ba chỉ gồm có hai động từ thôi, đó là động từ sein và động từ bleiben. Sein có nghĩa là thì là ở, hoặc là động từ bleiben có nghĩa là ở lại. Ví dụ như chúng tôi đã ở nhà suốt cả ngày hôm qua. Wir sind den ganzen Tag zu Hause geblieben. Wir sind den ganzen Tag zu Hause geblieben. Hoặc ông ấy đã từng là bác sĩ. Ist Arzt gewesen. Ở hiện tại các bạn sẽ nói là ist Arzt, đúng không? Thì
Khi đó động từ sein ist chúng ta sẽ chuyển sang participle perfect là gewesen, và trợ động từ các bạn bắt buộc phải dùng là động từ sein nhá. Er ist erst gewesen. Và sau đây thì mình sẽ liệt kê một số cái Zeitangaben, tức là một số cái trạng từ chỉ thời gian để dùng trong thời perfect. Chắc chắn là không thể bỏ qua trạng từ gestern, ngày hôm qua. Gestern. Vorgestern. Vorgestern, ngày hôm kia. Letzte Woche. Letzte Woche, tuần trước. Letzten Monat, tháng trước. Letztes Jahr, năm trước. Vor 2 Jahren, 2 năm trước. Vor einem Jahr, 1 năm trước. Vor 2 Wochen, 2 tuần trước. Chắc là đến đây các bạn cũng nhận ra rồi. For là một cái giới từ. Nếu như các bạn muốn nói đến một khoảng thời gian nào đó trước đây thì các bạn chỉ dùng for cộng với cái khoảng thời gian. Ví dụ như 1 năm trước các bạn sẽ dặn nói là for einem Jahr. 2 năm trước, for 2 Jahren. Vậy 3 năm trước thì như thế nào nhỉ? For 3 Jahren. Hoặc là các bạn muốn nói thứ hai trước, các bạn chỉ cần nói là letzten Montag. Hoặc là am letzten Montag. Lúc nào cũng là letzten cộng với thứ. Nếu như các bạn muốn nói đến một cái thứ trước đó, ví dụ thứ sáu vừa rồi, mình sẽ nói là gì? Letzten Freitag. Ok, bài giảng của mình đến đây là hết rồi. Clip 17 nói về thời perfect. Mình hy vọng là các bạn đã có gần đủ như những cái thông tin cần thiết để có thể sử dụng được thời perfect. Để làm bài tập, các bạn cũng có thể lên Google và search Perfect Übungen online. Chắc chắn sẽ ra rất là nhiều bài tập để cho các bạn làm. Một cái lưu ý là đối với người mới học tiếng Đức thì thực sự cực kỳ khó nhớ để lúc nào sử dụng haben và sử dụng sein. Thông thường thì khi mà chúng ta nói thì chúng ta cứ quen là ich habe. Sau đó đến cuối câu thì mình lại thấy là mình cần phải sử dụng động từ fahren hoặc là reisen hoặc là gehen. Thế là mình không kịp sửa. Nhưng mà nếu như trong trường hợp các bạn phát hiện ra mình nói sai thì các bạn cứ sửa lại nhé. Cứ cố gắng nói lại. Dần dần các bạn sẽ quen và nó sẽ tạo thành một thói quen là khi các bạn chuẩn bị nói với động từ gehen, reisen, fahren, các bạn sẽ sử dụng động từ sein. Okay. Was habt ihr gestern gemacht? Erzählt mal. Ngày hôm qua các bạn đã làm gì? Các bạn thử kể ra xem nhé. Trước mắt là các bạn thử viết đi. Sau đó thì các bạn tập nói. Viết những câu đơn giản thôi, đừng viết những câu quá phức tạp. Và tập đọc lại nhiều lần đoạn text mình vừa viết. Đó cũng là một cách để các bạn có thể nói giỏi hơn đấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.